Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là không mưa, ban ngày trời có nắng, nên nhiệt độ các nơi tăng và độ ẩm ít có sự thay đổi. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 32 đến 33 độ, còn độ ẩm dao động từ 71 đến 79%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nên nhiệt độ tăng nhẹ và độ ẩm ít có sự thay đổi. Thưa quý vị, tại tỉnh Phú Thọ, mỗi khi mùa mưa lũ đến, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước sông suối dâng cao nhanh, các đập tràn thường xuyên ngập chìm trong dòng nước chảy xiết, trở thành mối nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông muốn đi qua đây. Do đó, việc người dân và phương tiện khi đi qua những nơi này vào thời điểm dòng nước chảy xiết sẽ rất dễ bị cuốn trôi. Để phòng tránh rủi ro khi đi qua các đập tràn vào mùa mưa lũ, người dân cần cẩn trọng, không cố tình vượt qua sông suối ngập tràn khi thấy có hiện tượng nước dâng cao không đảm bảo an toàn, nhất là với những người không thông thuộc địa bàn, cần xem xét kỹ thước đo mực nước sâu, hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Còn bây giờ thì bản tin xin được tiếp tục với phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.